Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hà Quang Chí, sinh năm 1983. Hiện tại mình đang sống ở Lâm Đồng, cách trung tâm của thành phố Đà Lạt khoảng 50 km. Mình làm nghề nông. Khu mình sinh sống thì chủ yếu là trồng trọt, trồng ba loại chính, đó là thứ nhất cà phê, cà phê các bạn hãy uống. Thứ hai đó là dâu tằm để sản xuất tơ lụa. Thứ ba là các loại rau củ như cà chua, bắp cải, vân vân, các loại thực phẩm các bạn hãy ăn hàng ngày. Bây giờ mình xin phép giới nói về gia đình mình một tí. Mình cảm thấy rất là may mắn khi có được một bà nội rất là tuyệt vời. Bà nội mình ăn chay trường được hơn 20 năm cho đến khi mất. Lúc còn sống, bà nội mình thì cũng hay khuyên bố mẹ là ngày lễ thì đi chùa hoặc ăn chay này kia. Nhưng mình thấy bố mẹ mình thì không bao giờ đi chùa hoặc ăn chay theo lời bà nội khuyên. Và thỉnh thoảng thì có cãi lại nữa, bà nội thì cũng rất là buồn. Đến khi bà nội mất thì bà nội bảo, bà nội có dặn trước là khi mẹ mất thì phải ăn chay cho mẹ 49 ngày, phải mời các Phật tử, hồi thầy về tụng kinh cho mẹ mỗi tuần một lần. Bố mẹ mình thì thương bà nội cho nên đã làm theo ý nguyện của bà nội, là ăn chay cho bà nội 49 ngày, cứ 7 ngày là một tuần, cứ một tuần là mời Phật tử, mời thầy về tụng kinh cho bà nội. Và dần dần thì bố mẹ mình cũng đi chùa và ăn chay. Và cuối cùng thì bố mẹ mình đã ăn chay trường cũng được mấy năm rồi. Lúc mà bố mẹ mình chưa ăn chay trường á, mình thấy bố mẹ mình làm rất là nhiều thứ, như nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi cá, rồi trồng trọt đủ thứ hết. Nhưng cuộc sống rất vất vả mà cũng thấy thỉnh thoảng vẫn thấy đau khổ. Mẹ mình thì hay bị đau lúc đó. Sau này thì ăn chay trường, bố mẹ mình không có còn nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá, không nuôi gì hết, chỉ có trồng cà phê thôi. Cuộc sống mình thấy cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, cuộc thấy sống rất an nhàn, thoải mái và ít bệnh tật. Theo mình nghĩ đó cũng là nhờ bà nội của mình. Vào năm 2012-2013, thời gian đó mình đi chùa rất là nhiều. Cách nhà mình khoảng 8-9 km có một thiền viện tên là thiền viện Long Tượng. Lúc đó có thời gian mình vô chùa ở khi 1 tháng, 1 tháng rưỡi, rồi về nhà ở 1 tháng, 2 tháng, rồi lại vô đó ở 1 tháng, cứ liên tục như vậy. Tại sao mình lại vô đó ở nhiều như vậy? Thứ nhất là mình vô đó mình thấy các sư, các thầy, các cô trong đó cũng rất là thân thiện. Đặc biệt là thầy chủ trì, mình gọi là sư phụ, dạy mình rất là tận tình, chi tiết. Từ những cái nhỏ nhất. Và mình cảm thấy rằng mình học được bao nhiêu, mình cảm nhận được bao nhiêu, muốn... Tùy vào khả năng của mình học bao nhiêu thì có dạy cho mình tất cả mọi thứ. Và lúc đó Phật tử ở khắp nơi ở Việt Nam thì đổ về cũng khá nhiều. Lúc nào trong thiền viện cũng có mấy chục Phật tử tới ở đó tu học và nhập thất. Cứ mỗi lần ăn cơm tối xong thì có thời gian rảnh thì mọi người thì các Phật tử á, nam thường thường thì có lấy bình trà ra ngồi uống trà. Và mọi người ở mỗi vùng thì có mang theo đặc sản của mình mang ra mời mọi người ăn, rồi kể chuyện cho mọi người nghe là ở vùng mình có cái này cái kia. Rồi cho nên mình cảm thấy rất là vui, cho nên mình ở mình cái nhà cảm thấy về nhà thì cảm thấy nhớ thì vô đó ở.
ở xong rồi thì về nhà đi làm xong rồi lại vô đó. Lúc đó trong thiền viện Long Tượng có cho nhập thất, và nếu ai muốn thanh lọc cơ thể thì sẽ hướng dẫn cho thanh lọc cơ thể. Thanh lọc cơ thể là nghỉ ăn, nghỉ uống 3 ngày hoặc 7 ngày, hoặc nếu có khả năng nghỉ nhiều hơn thì cho nghỉ nhiều hơn. Và mình cũng đã từng thanh lọc cơ thể. Lần thanh lọc cơ thể lâu nhất của mình ở trong thiền viện Long Tượng là nghỉ ăn, nghỉ uống 11 ngày 11 đêm. Và có lần là 7 ngày 7 đêm, và cũng có lần là 3 ngày 3 đêm. Bởi vì nếu muốn thanh lọc như vậy thì không phải ai cũng được thanh lọc. Và nhiều người thanh lọc cũng đã không chịu nổi và bỏ cuộc giữa chừng. Trước khi vô thanh lọc thì có hướng dẫn cho các mọi người, mọi cái đều có phương pháp của nó thì mới thành công được. Theo mình thấy thì thanh lọc cơ thể thì nếu mà làm đúng thì nó rất tốt, và nếu mà làm sai thì nó cũng rất là có hại. Nó cũng giống như con dao hai lưỡi, rất là nguy hiểm, không phải ai cũng thanh lọc được. Như lúc nãy mình nói, khi trong thiền viện thì thầy chủ trì dạy cho mình rất là nhiều thứ. Khi mình nói được học rất nhiều thứ thì các bạn nghĩ ở trong chùa thì chắc chắn sẽ dễ kinh điển, nhưng không phải vậy. Đa phần những cái gì mình được dạy là những cái liên quan đến trong cuộc sống của mình, hàng ngày của mình. Khi ăn bữa cơm, sư phụ mình có dạy, nếu con ăn được thì ăn, không ăn được thì đừng có bao giờ chê. Nếu con chê thì con đã phụ lòng rất là nhiều thứ. Từ người nông dân, họ đã bỏ bao nhiêu công sức, mồ hôi để có được hạt lúa. Rồi người trồng rau cũng bỏ bao nhiêu mồ hôi công sức thì mới có những gọc rau. Giờ đến phiên người nấu, và cuối cùng thì con chỉ có ăn một bữa trong vòng nửa tiếng. Đó là bao nhiêu mồ hôi công sức và những thực phẩm, rau củ, những hạt cơm con ăn, đó là tinh hoa của trời đất. Những cây lúa hấp thu dinh dưỡng từ đất, hút nước, rồi kết hợp với không khí, ánh nắng mặt trời mới tạo ra được những hạt lúa, những cọng rau để cho con ăn. Vì vậy khi ăn phải nhớ ơn tất cả, từ vũ trụ, từ những người trồng trọt cho đến những người nấu, hay là sư phụ mình dạy về nhân quả, thì mình thấy nó cũng rất là thực tế trong cuộc sống. Nhân quả nó là một quy luật của vũ trụ. Dù Phật giáo có ra đời hay không thì nhân quả đã có và tồn tại mãi mãi. Mình được học nhân quả không phải là để chấp nhận. Ví dụ như tại sao tôi gặp nhiều chuyện xui, nhiều chuyện xấu như vậy? Có lẽ do kiếp trước mình không tốt cho nên kiếp này mình phải lãnh nhiều cái xấu như vậy. Mình được học nhân quả không phải để chấp nhận như vậy. Sư phụ mình dạy quy luật nhân quả cho mình là vì muốn mình hiểu được quy luật và sống theo đúng quy luật để được những gì như mình mong muốn. Ví dụ như mình muốn vui vẻ thì mình lại tạo những cái nhân vui vẻ. Mình muốn đau khổ thì hãy tạo những cái nhân đau khổ, thì mình chắc chắn trong tương lai thì mình sẽ đạt được những cái gì mình mong muốn. Từ nhân đi đến quả, nó sẽ đi qua một giai đoạn. Thank you.